đã quay trở lại với kênh Yến Thân An. Hôm nay thì Yến sẽ chia sẻ với các bạn cái cách đặt tên kênh YouTube nó như thế nào. Thì cái tên kênh YouTube nó rất là quan trọng đối với mỗi người làm kênh, bởi vì là cái tên kênh dễ tìm thì sẽ làm cho người khác dễ tìm kiếm cái tên, cái kênh của mình hơn, để đăng ký cái kênh của mình nhiều hơn. Thì cái cách đặt tên kênh thì các bạn cần lưu ý những cái nội dung sau. Thứ nhất là tên kênh các bạn tốt nhất là các bạn không nên trùng với những cái tên kênh lớn hoặc là những cái thương hiệu lớn, những cái tác phẩm lớn. Bởi vì khi các bạn đặt tên trùng với những cái kênh lớn như thế thì người xem, người ta gõ vào tìm kiếm sẽ hiển thị lên, người ta gõ cái tên đấy sẽ hiển thị lên tên những cái kênh lớn đấy, và những kênh mình là kênh bé mới làm nên là nó sẽ không hiển thị ra, rất là khó khăn cho cái người tìm kiếm. Thứ hai nữa đấy là tên kênh thì các bạn nên là đặt tên nó ngắn gọn và dễ nhớ. Ngắn gọn dễ nhớ, tốt nhất là các bạn đặt khoảng từ 3 từ trở xuống, 3 từ trở xuống, bởi vì nếu các bạn đặt dài quá người xem người ta sẽ rất là khó nhớ cái tên kênh để quay lại xem video cho các bạn lần sau. Rồi tiếp theo nữa là cái phần tiếp theo nữa, đó là các bạn tên kênh thì tốt nhất là các bạn không nên để dấu ở cái kênh của mình. Tên không nên có dấu, bởi vì là nếu mà ví dụ như người nước ngoài họ tìm kiếm cái kênh của các bạn và họ cái bàn phím thì tên tiếng Anh thì nó sẽ không có dấu, và nếu có dấu thì nó sẽ bị lỗi, nên là cái tên kênh tốt nhất các bạn không nên để dấu vào cái dấu tiếng Việt của mình vào đấy. Rồi tiếp theo, cái lưu ý tiếp theo đó là các bạn khi đặt cái tên kênh các bạn phải search được cái tên kênh đó của mình, phải search được ở trong cái top tìm kiếm, có nghĩa là như thế này. Rồi tên kênh phải search được trong cái top tìm kiếm thì ví dụ như thế này. Bây giờ Yến sẽ vào cái kênh YouTube, Yến sẽ mở cái ứng dụng YouTube ra. Rồi thì ở đây là một cái kênh khác, một cái tài khoản khác, và kênh của mình phải search được trong top tìm kiếm. Ví dụ là cái bạn này đang muốn tìm kênh của Yến đi, ví dụ là gõ vào cái gương này tìm kiếm, ví dụ là gõ cái tìm kiếm Yến Tân An này, tên kênh của mình đi. Đây, ví dụ là tìm tên kênh của Yến. Đây thì khi người khác gõ cái tên kênh của Yến thì nó sẽ ra đầu tiên, nó sẽ ra ngay cái tên kênh của mình. Thì có nghĩa là cái tên đó các bạn SEO tốt, có nghĩa là cái tên đó các bạn nên đặt, bởi vì người tìm kiếm sẽ dễ dàng tìm ra. Còn nếu người ta tìm gõ cái đúng cái tên kênh nhưng mà nó không ra, nó ra những cái kênh lớn, thì khi đấy thì các bạn nên đổi tên kênh của mình. Rồi cái cách thứ hai Yến sẽ thoát ra cái này. Rồi cái cách thứ hai nữa là các bạn kiểm tra bằng cách các bạn vào Google này. Rồi các bạn vào Google, các bạn gõ cho Yến cái trang này, cái trang Soblack này này. Các bạn gõ chữ so. Đây các bạn có cái chữ Soblack này này. Đây các bạn gõ cái chữ này. Chữ này này, Yến phóng to. Đấy, các bạn gõ cái chữ này cho Yến, gõ cái chữ Soblack này. Sau đấy các bạn mở cái trang đầu tiên ra ở đây. Các bạn mở cái trang đầu tiên ra này, các bạn mở cái này ra. Rồi thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Bây giờ mình phóng to một xíu ở đây này. Ở đây là có cái giao diện như thế này này. Và bây giờ mình sẽ gõ cái tên kênh của mình vào đây. Và các bạn gõ cái tên kênh của các bạn vào đây nhé, vào cái ô trắng này, phóng to. Đây, các bạn gõ cái tên kênh của các bạn vào đây. Đấy, gõ cái tên kênh của các bạn vào đây này. Ví dụ Yến gõ chữ Yến Tân An. Đấy, Yến gõ chữ Yến Tân An này, thu nhỏ nó lại. Rồi Yến bấm vào cái gương tìm kiếm ở đây, cái gương tìm kiếm. Thì xem là cái kênh của mình nó ở vị trí nào. Nếu nó đứng đầu thì là được. Còn nói nếu nó đứng sau những cái kênh lớn thì chắc là Yến cũng sẽ đổi tên. Rồi ở đây, ở đây này, khi Yến gõ vào thì cái tên kênh của Yến là nó đứng đầu này. Yến gõ thì không có dấu, nhưng mà ra đây thì ở đây thì nó có dấu, nó vẫn cứ ra, không dấu nó vẫn cứ ra đầu. Tức là cái kênh của Yến nó đứng đầu, đứng lên những cái kênh ở phía dưới này nó không trùng tên của Yến. Nó không có cái tên nào là Yến Tân An cả, vì thế là cái tên kênh của Yến đứng đầu.
đứng đầu như thế này thì người tìm kiếm, có nghĩa là mình sell cái kênh mình tốt, người tìm kiếm người ta dễ tìm ra cái kênh của mình hơn. Ở đây đấy, ví dụ rồi Yến ví dụ một cái kênh khác, Yến ví dụ một cái kênh khác, ví dụ là Yến gõ cái tên kênh khác này, ví dụ Yến gõ cái tên Nhân Trương đi, Nhân Trương Vlog. Ví dụ Yến gõ cái tên này, Yến sẽ, đây là kênh anh Nhân Trương, thì Yến sẽ gõ vào tìm kiếm. Yến sẽ xem là cái tên anh Nhân Trương có đứng đầu top hay không, hay là đứng sau ở đây này. Đấy, thì ở đây thì nó sẽ ra, ở đây đây này, tên Nhân Trương Vlog thì nó sẽ đứng đầu, cái tên kênh đứng đầu, và phía dưới thì có cái tên kênh Nhân Trương Vlog ở đây nữa, nhưng mà kênh này bé thì sẽ đứng phía sau. Kênh lớn là nó sẽ đứng lên top đầu. Những cái kênh nào mà tên nó không trùng với những cái kênh khác thì nó sẽ đứng đầu. Ở dưới này có nhiều tên nhưng mà nó không trùng và kênh nó bé hơn, không trùng tên kênh. Nói chung là các bạn tìm những cái tên kênh, đặt cái tên kênh cho mình nó không trùng những cái tên kênh khác, nó đứng đầu, khi mình gõ nó ra đầu tiên thì người khác cũng sẽ tìm, dễ dàng tìm được cái kênh của mình. Thì đây là cái cách các bạn, cái cách kiểm tra cái kênh của các bạn, cái tên kênh của các bạn, xem là nó có dễ tìm hay không, người khác có dễ tìm ra cái kênh của mình để đăng ký cho mình hay không. Đấy. Rồi, và nếu các bạn thấy cái video này của Yến hay, hữu ích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Yến ra nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.